Đã lâu không gặp, chẳng lại làm mơ sao? Không đúng, vừa rồi người ở hành lang bệnh viện, mình bị bắt cóc rồi. Tôi biết cậu lo cho cậu ta, cho nên chọn góc nhìn sắc nét nhất cho cậu. Sau khi cậu mất trí nhớ, đã quên ước hẹn với chúng ta mỗi ngày dây quanh Lê Dục, thật khiến người ta không vui. Lâm Sở quả nhiên có liên quan tới người này, hơn nữa anh ta lại có thể giám sát bệnh viện. Làm sao đây, Lê Dục liệu có gặp nguy hiểm không? Đổ nhiều mồ hôi như vậy, chó chặt quá sao? Hay là tháo cho cậu chút? Đừng anh. Anh ta muốn làm gì? Không được, phải ngăn cản anh ta. Đợi đã, tôi nhớ anh. Sao hả? Cậu không mất trí nhớ? Anh đã không mất trí nhớ, tại sao không làm theo ước hẹn tối đó đến tìm tôi? Tôi quả thật đã mất trí nhớ, nhưng từng mơ thấy anh. Ồ, cậu mơ thấy cái gì? Tôi chỉ mơ thấy trò chơi trong trang viên mới với rắn hai đầu. Lúc đó chúng ta là đồng minh, đúng không? Vẫn là giả giờ hợp tác trước an toàn hơn, cho dù chỉ chạm vào một chút ký ức còn sót lại của Lâm Sở cũng biết tên này rất nguy hiểm. Cho nên cậu không nhớ chuyện khác trước tai nạn xe. Tôi không nhớ từng cặp mặt anh, lúc đó chúng ta đã ước hẹn cái gì. Bây giờ xem ra lúc đó Lâm Sở sợ là đã đồng ý về chuyện gì đó với anh ta. Phải mau chóng gài anh ta, xem rốt cuộc tên này muốn làm gì. Lần trước sau khi cậu xuất hiện không còn liên lạc với tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tiến độ trò chơi. Bởi vì tôi đã nghĩ ra cách chơi càng thú vị hơn. Quân cờ chỉ biết mình là quân cờ, không cần biết nên đi đâu. Bây giờ cậu đúng là phù hợp quy tắc trò chơi hoàn mỹ, mở khóa mặt thành công. Anh muốn làm gì? Cậu nói xem, nếu thấy cậu ở chỗ tôi, cậu ta sẽ lộ ra biểu cảm thế nào? Không ổn. Còn có ý nghĩa gì sao hả? Có phòng hộ không sao? Nếu không có đối phương đạt được mục đích tiếp theo sẽ càng phiền phức. Được, không hổ là anh. Việc làm tới đâu rồi? Tin tức bất lợi cho anh Lâm đều ép xuống rồi. Đám đoàn đội quan hệ xã hội, ban phái gia tộc phụ trách tranh cử kia cũng tìm người tiếp xúc rồi. Đi đâu rồi? Sao đột nhiên gọi điện thoại? Anh. Kêu to chút để cậu ta nghe rõ ràng hơn nào, nếu không tôi sẽ ra tay giúp cậu.
Thần là anh. Cậu đâu biết tôi về nước từ lâu rồi nhỉ? Có điều bây giờ bất ngờ không? Thả anh ấy ra. Thả cậu ấy. Vậy ai đền cho tôi? Gần đây tâm trạng tôi không tệ. Cần có người nghiêm túc chơi trò chơi này với tôi. Bây giờ anh không đụng được vợ anh ấy. Tôi và anh ấy đều đã không phải hạng vô danh. Các anh có thể dễ dàng xóa sổ. Trong một tiếng nữa tôi không thấy được anh ấy. Tôi bảo đảm anh sẽ hối hận. Cậu ta dám khiêu khích tôi, tốt lắm. Nghĩa là biểu cảm vừa rồi của cậu ta đã cảm thấy trò chơi này quá thú vị. Đợi đến cuối cùng cậu ta biết thật ra cậu đã phản bội cậu ta từ lâu, sợ rằng tất cả sẽ càng thú vị hơn. Có nghĩa cách mau chóng thoát thân. Tuy trước mắt anh ta chỉ muốn lợi dụng mình kích thích Lê Dục, nhưng không biết anh ta mà tức giận thì có vượt giới hạn không. Bây giờ để tôi nói cho cậu biết, trò chơi phía sau nên tiếp tục thế nào.